Xin kính chào quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình trở lại với chỗ Long Phú Sóc Trăng, chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn một số cây phôi mai nha cô chú anh chị các bạn. Phôi sù có, ham bonsai có luôn. Đây cũng có một cây nguyệt quế thành phẩm chơi luôn nha cô chú, bông chùm luôn nha cô chú. Cây này tàn cũng khá là lớn nha cô chú anh chị. Hôm nay có chị giao lưu cùng với mình hết cô chú. Chị cũng khá dễ thương, mong cô chú anh chị các bạn ủng hộ lần đầu tiên chị lên kênh của mình ha cô chú anh chị nha. Rồi em chào chị ơi. Dạ em chào anh Nghiệp, em chào các cô chú trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ hôm nay em có tổng cộng là mấy phôi anh? 8 cây phôi ạ. Hàng VIP luôn nghe mấy cô chú ơi. Dạ em tên Thùy anh ơi. Dạ chị Thùy. Dạ. Ở Long Phú Sóc Trăng nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cho em số điện thoại giao lưu nha chị. Dạ số điện thoại của em là 0974 472047. Dạ rồi. 8 phôi mai nha quý cô chú anh chị. Với có cái này đúng không? Thì dạ. Có không? Cỡ này. Dạ đó. À, với một cây nguyệt quế nha quý cô chú anh chị. Rồi dạ. Vô cây số 1 của nha cô chú. Rồi, cây số 1 là cây phôi mai sù nha quý cô chú anh chị. Một cây sù nha mấy anh ơi, mấy cô chú ơi. Một cây sù rất là đẹp. Cái cúp nha cô chú chị các bạn. Quá trình dạ. Luôn ha. Phôi đang đâm trường rất mạnh nha cô chú. Cây đâm trời mạnh nha các cô chú ơi. Rồi, bao sóng luôn nha cô chú anh chị. Ship sao chị ha? Dạ, cây này em bao ship toàn quốc anh ơi. Bao ship toàn quốc luôn ha cô chú. Cây này đế đẹp lên lên kéo nhựa hết nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Chị em thông số luôn nha. Dạ. Dạ quanh là 30. Rồi quanh 30. Dạ chiều cao là 88. Rồi chiều cao là 88 nha cô chú anh chị. Dạ đường kính là 45. Rồi đường kính bầu là 45. Dạ một cây sù rất đẹp nha các cô chú ơi. Rồi, giới giao lưu cây này như vậy chị. Dạ cây mã số 1 em giao lưu là 7,5 triệu. Rồi, coi lại cái cục sù cái mình đỡ cây cho chú cây số 1 nè. Dạ 7,5 triệu anh. 7,5 triệu nha cô chú anh chị. Em đo cục sù luôn anh. Dạ đo luôn chị đo luôn. Dạ cục sù là 35 nha các cô chú ơi. Rồi cục sù chỗ này là 35 nha quý cô chú anh chị. Dạ cây lên sù rất đẹp cô chú ơi. Cô chú ủng hộ con qua số điện thoại 0974472047 nha cô chú ơi. Dạ rồi đổi phôi em luôn nha. Rồi lên cây số 2. Lấy đồ kim luôn. Không sao đâu. Phôi mã số 2 nha quý cô chú anh chị, một phôi lùng lực tàn đa nha cô chú anh chị. Dạ. Đế rất lực luôn nha. Cây rất đẹp cô chú ơi. Lùng lực luôn nha, cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Đang đâm tược khá là nhiều ha, mặt cắt kéo nhựa hết rồi nè. Đó. Cây đang đâm tược nha cô chú anh chị, đâm từ gốc luôn ha. Nó đang bị sù. Rồi chơi thông số nha. Còn thằng cái người bị quýnh không biết lý do tại sao. Dạ hoành là 46 nha cô chú ơi. Hoành vị trí này là 46 nha quý cô chú. Dạ chiều cao là 75. Rồi, chiều cao là 75 nha quý cô chú anh chị. Đường kính bầu là 67 anh ơi. Dạ đường kính bầu 67 ha. Dạ một cây lùng lực luôn cô chú ơi. Lùng lực chỉ cành đầy đủ nha cô chú anh chị. Rồi cái này mình ghép vô mau chơi nha cô chú ha. Giá giao lưu là như vậy chị. Dạ cây số 2 em giao lưu là 5 triệu 9 nha. Rồi 5 triệu 9 cho nhà thôi mã số 2 nha quý cô chú nha. Dạ. Rồi đổi thôi luôn ha. Ừ.
lên cô ơi. Trời, cái bộ nào bộ ấy dán xong. Rồi, coi mã số 3 nha cô chú chị. Dạ, cây số 3. Cây số 3 cây đông tược khá mạnh luôn cô chú ơi, chia cành tứ diện luôn nha cô chú chị. Kế đều nha cô chú, kế đều bốn mặt luôn nha cô chú chị. Củ nở luôn. Coi đông tược này quý cô chú. Ngay vị trí này là 34 nha cô chú ơi. Rồi, quanh vị trí này là 34 nha cô chú anh chị. Tôi cụ đấy mẹ. Cụ đế là 69 tính 68. Dạ, cụ đế là 69. 8. Dạ, tính 68. Rồi, đường kính đầu luôn đi chị. Dạ, đường kính là 68 anh ơi. Dạ, đường kính đầu 68 nha cô chú. Chiều cao là 114. Dạ, chiều cao là 114 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, giá Zalo cây số 3 nhiêu chị? Dạ, cây số 3 em Zalo là 4.2 ạ. Rồi, 4.200.000 phôi mã số 3 nha quý cô chú ha. Rồi, đổi phôi giùm em luôn nha. Rồi. Phôi mã số 4 nha cô chú anh chị. Dạ. Một cây xù. Thế này xù này nha cô chú nha. Xù cũng gai. Nói dạ, chung là cỡ 80% nha cô chú anh chị. Cây đồng tượng luôn. Cây phát triển khá mạnh nha quý cô chú. Đó. Mặt cắt kéo nhựa hết rồi nè cô chú. Cây xù. Thế thì khá đều ha, chơi thông sớm nha. Chuyên nghiệp quá luôn rồi. Ha. Dạ, hoành thân là 29. Rồi, hoành 29. Không có hơi gì đâu. Em đo cũ luôn nha anh ơi. Dạ. Cũ này là còn cũng dây trong này nè. Cũ là 43. Dạ, cũ là 43 nha cô chú anh chị. Cái này có cái cành bay cũng đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 67. Dạ, chiều cao là 67 nha cô chú anh chị. Cây mã số 4. Đường kính bầu. Đường kính là 43 anh ơi. Dạ, đường kính bầu là 43. Cây xù rất đẹp. Rồi, cây xù mã số 4 mình giao lưu nha chị. Dạ, cây này em giao lưu là 3.2 anh. Rồi, 3.200.000 cái này. Rồi, cho em một nhận nha. Rồi, cây xù này có giá là 3.2 nha cô chú. Báo ship toàn quốc cô chú ơi. Dạ rồi, đỡ coi nhé luôn nha. Cây số 5. Rồi, cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Một cây dán bay nha cô chú nha. Cây số 5. Chim cho nó bay luôn không mấy ca? Chim luôn. Chim cho bay luôn. Chim cho bay luôn. Ờ, bay luôn. Bay lắc luôn nha cô chú anh chị. Đó, ờ, bay là bay luôn đó. Cây dán bay nha cô chú. Một cây dán bay nha cô chú anh chị. Có cái cành luôn nha, nữa mà ghép cũng mau chơi ha. Rồi, dạ, thế thì rất là đều đẹp nha cô chú anh chị. Cây mã số 5. À, số 5. Coi đâm tượng nè cô chú ha. Cái chỗ này mình có thể ghép lên hay chỗ này xù luôn nha cô chú anh chị. Dán bay mà xù nha cô chú nha. Rồi, cho em thông số luôn ha chị. Ôi. Bự. Hoành là 32. Hoành 32 nha cô chú. Dạ. Tổng bầu là 102 anh ơi. Rồi, tổng hình đế là 102 nha cô chú anh chị. Cao là 103. Dạ, chiều cao là 103. Ở chiều dài tàn bay nha cô chú. Dạ. Chiều dài tàn bay là 103 nha cô chú. Rồi, giá Zalo cây số 5 này nha chị. Dạ, cây số 5 em giao lưu là 3.4 anh ơi. Rồi, 3.400.000 phôi mã số 5 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, em đổi phôi luôn nha. Phôi này xù nha cô chú anh chị ha. Bay xù. Đang nứt xù thêm nha cô chú. Rồi. Rồi, đổi phôi nha. Được rồi.
tả đằng này xem. Một cây xù quýt luôn. Rồi tiếp tục là một cây xù. Đứt dây luôn má rồi. Cây số 6. Ổi mà nó đứt dây. Đứt dây. Rồi cây xù quýt mà đang năm tược khá là tốt luôn nha cô chú anh chị. À, chị quay quay cho em dạ. Nguyên một củ xù dữ lắm nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị chơi thoát thân cao xù ha. Cây này cũng khá đặc biệt lắm nha cô chú. Thoát thân khá cao ha. Chi cành tứ diện nè cô chú. Chỗ này cũng xù luôn nha cô chú anh chị. Được thì đang phát triển rất là tốt luôn. Bao sống bao xếp luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại là kho đang phát triển rất là mạnh nè. Đế đều bốn mặt luôn cô chú ha. Rồi cho em thông số luôn nha chị. Dưới này cũng xù luôn nha cô chú. Em đo vị trí này là 45 nha anh ơi. Rồi vị trí này là hoành 45 nha quý cô chú chị. Cũ luôn anh. Dạ đo tổng mình để tổng. Cho mà chủ đo luôn mà chủ này còn sành điệu hơn ông chủ. Tổng hoành là 229 anh ơi. Rồi hoành vị trí này tổng là 129 nha cô chú. Chủ lép dế tiêu trốn luôn à. Trốn luôn. Chiều cao là 125. Rồi chiều cao là 125 nha quý cô chú. Đo chỗ cục xù luôn nha cô chú ơi. Dạ ngay cục xù là 51. Rồi 51 vị trí này là 51 cho cô chú anh chị. Đó chừng cái cũ ha. Cây xù rất đẹp cô chú ơi. Cô chú anh chị. Rồi giá Zalo là như vậy chị. Dạ cây này em Zalo là cây này là mã số số 6, cây số 6 em Zalo là 18 triệu rưỡi cô chú ơi. Rồi 18 triệu 500 ngàn thôi mã số 6. Thôi xù nha cô chú anh chị ơi, thoát thân cao lắm nha cô chú. Cây này xù cộm luôn. Cây này mình lợp tàn lên ha. Cây này cũng thuộc dạng cây huyết nha cô chú. Rồi từ cái tay của chị trở lên là mình có thể lợp tàn cúc thọ hương vô nha cô chú, hoặc chơi game cũng đẹp nha cô chú. Rồi đỡ coi nha. Rồi lên cây. Xuống cây được gì? Nắm lại đi, mình bảo cho anh cây. Cây mã số 7. Một cây xù nữa nghe cô chú ơi. Rồi tiếp tục là một cây mã xù nha cô chú anh chị. Quá trình tực luôn. Cây đâm chồi rất mạnh luôn. Rồi quá trình tực để xù này cô chú ơi, để xù lắm xù luôn cái nước vậy. Nếu mà cô chú chị các bạn không thích phong cao thì có thể mình cắt ngang đây ha. Cắt ngang đây mình lấy củ xù này từ đây trở xuống nha cô chú anh chị. Rồi cho em thông số nha chị. Thôi xù nha cô chú, mã số 7. Dạ hoành là 43. Rồi hoành 43. Chiều cao là 140 anh ơi. Rồi chiều cao là 140 nha cô chú. Dạ đường kính là 44. Rồi đường kính bầu là 44. Rồi cây này mã số 7 Zalo nha chị. Dạ cây mã số 7 em Zalo là 7 triệu 2 anh. Rồi 7 triệu 2 ha cô chú, xem từ trên xuống dưới lại thì mình nha cô chú. Mặt cây đâm chồi sống khỏe. Cây đang sống rất khỏe ha. Rồi chi cành tứ diện nha cô chú. Rồi đỡ pho giùm em luôn nha. Lấy cái nha. Rồi. Đụng xe là sao? Mã số 8. Rồi
một cây giáng siêu không cao nha cô chú. Thời gian không sớm luôn nha, kho phát triển rất mạnh nha cô chú ơi. Dạ. Hoành là 38. Dạ, hoành vị trí này là 38. Chiều cao. Cao chắc cỡ 1m8 á cô chú ơi. Chiều cao 1m8. Rồi giá cho tôi cây số 8 nha chị. Dạ, cây số 8 em vô luôn 1,5 triệu anh ơi. Rồi 1,5 triệu khoai mã số 8 vô với cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi tiếp tục là một cây quế thành phẩm nha cô chú anh chị. Chiều quế thành phẩm luôn. Cây khá lớn luôn mà chủ anh chị. Dạ. Ồ, cái này đế đều bốn mặt kia cô chú anh chị. Đế đẹp cô chú ơi. Cái này hoành 40 anh ơi. Ngay vị trí này là 40. Dạ. Cây già lắm rồi. Đường kính là 75 anh ơi. Đường kính màu 75 nha quý cô chú. Cây tàn đa ha cô chú anh chị nha. Tàn quyết tuyệt đẹp luôn. Quá trình như nhà xương tàn nha cô chú anh chị. Cái này tán ngang nhiêu? Tán ngang nhiêu chị? 2m. Tán ngang cỡ 2m anh ơi. Tán ngang cỡ 2m, chiều cao cỡ nhiêu chị? Chiều cao cỡ 1m8. Rồi, chiều cao khoảng 1m8 nha quý cô chú. Cây này mình giao lưu nhiêu chị? Cây này giá giao lưu của em là 4,5 triệu anh ơi. Rồi 4,5 triệu nha cô chú. Dạ, cây này là em bao ship 200 km nha. Rồi, cô chú ơi. 200 km cây Nguyệt Quế. Mã số 9 nha cô chú anh chị là 4,5 triệu. Dạ, cây này là cây cuối cùng luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, chỉ chào hết nghe đi rồi em tả cây sau luôn nha. Dạ. Dạ con cảm ơn cô chú và anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Hy vọng là cái clip này cô chú sẽ tiếp tục ủng hộ cho con ạ. Con cảm ơn. Rồi, xin kết thúc video ở cái cây mã số 9 nha cô chú. Cây số đẹp luôn, tàn rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Là một cây Nguyệt Quế bông chùm ha cô chú. Cây này khó đưa lên bàn xay nha cô chú anh chị. Cây này chi cành đầy đủ hết nha cô chú. Đây là đế phía trong nha cô chú. Rồi, tàn rất là đều tròn nha cô chú anh chị. Một vòng đế cho cô chú chị xem nha. Rồi, em xin kết thúc video này ở đây nha quý cô chú nha cô chú. Xin gửi lời tri ân đến cô chú chị các bạn đã xem clip và ủng hộ kênh trong thời gian qua khá nhiều. Cũng như Zalo hết hay không hết thì cũng xin cảm ơn của chú anh chị các bạn đã ghé kênh, xem kênh và ủng hộ. Cô chú anh chị thích thôi nào liên hệ trực tiếp với chị giúp kênh nha cô chú nha. Số điện thoại thì mình có để trên phòng mô tả và phần tiêu đề nha quý cô chú anh chị.